Chào anh ạ, anh có thể cho em biết họ tên đầy đủ của anh không ạ? Tên tôi là Phan Hồng Loan. Anh đến từ đâu ạ? Tôi đến từ Nghệ An. Anh đã có kinh nghiệm ở làm nghề hàng này bao nhiêu lâu rồi ạ? Tôi có kinh nghiệm nghề hàng học lúc 2008 đến cuối 2008 tôi đi làm được đến hôm nay là 9 năm. Anh đã làm việc tại đâu ạ? Trong nước hay ngoài nước? Trước hết thì tôi không làm ở trong nước. Đầu tiên tôi ra trường làm ở Vinasin Hải Phòng. Năm trước công ty Vinasin 5 triệu Hải Phòng. Làm 4 năm đấy thì bắt đầu đến thời gian khủng hoảng tôi xin nghỉ. Dạ. Thì sau đó tôi làm công ty Vo ở Vũng Tàu của châu Âu. Nói chung là kinh nghiệm của anh rất là ok ạ, khá cứng rồi. Và tại sao hôm nay anh lại chọn thi tuyển? Thì mình ra đây thi tuyển trước hết thì thứ nhất là thu nhập cho gia đình và cá nhân. Thì để hỗ trợ cho gia đình và những đời sống nó có nâng cao hơn. Sang bên đó thì anh có sợ vất vả gì không? Không, khi mình đã xác định đi xuất khẩu lao động thì những cái tư tưởng mình thì trước hết mình phải chắc chắn đi ra chủ đề kiếm nâng cao kinh tế cho gia đình. Đây buổi thi tuyển này cũng sắp bắt đầu rồi ạ. Cho em hỏi là cảm xúc hiện tại của anh tại thời điểm này như thế nào? Anh có cảm thấy hồi hộp không và tự tin không về cái kỹ năng kinh nghiệm của mình không ạ? Thì cảm xúc của trước khi lúc thi thì ai cũng hồi hộp cả. Thì này giống còn về bắt đầu đánh đi tay nghề mình thì mình cũng tương đối là đảm bảo, nhưng mà lúc thi thì nó có hơi hồi hộp thì mình cũng không xác định được. Cho anh hỏi thêm là tại sao anh biết đến chương trình thi tuyển này và anh hôm nay đăng ký thi tuyển, anh biết đến đâu ạ? Mình biết chỗ thi tuyển này qua trên Facebook. Facebook của đơn vị nào? Đơn vị LMK. LMK Việt Nam đúng không ạ? Khi mà anh đăng ký trên này thì anh thấy là các cán bộ nhân viên LMK làm việc như nào ạ? Thì các cán bộ LMK thì hỗ trợ cho mình rất chi là nhiệt tình. Và mình cũng hài lòng về cán bộ LMK. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ.